Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Long, phòng kỹ thuật công ty Trung Đông. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu dây nút nhấn thuận SS075 vào trung tâm báo động RSK A7, A8 và A9 lan. Thì cách đấu dây thì trên nút nhấn thuận chúng ta sẽ có hai cách đấu dây. Một là các bạn sẽ sử dụng tiếp điện là NO và COM. Hai là các bạn sẽ sử dụng tiếp điện là NC và COM. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu tiếp điểm là NO và COM. Đối với trên trung tâm thì các bạn chỉ cần đấu dây tín hiệu vào trung tâm. Các bạn sẽ đấu vào chân Z và GND. Thì ở tiếp điểm thường mở, chúng ta sẽ không có gỡ đầu điện trở ra mà chúng ta sẽ đấu trực tiếp vào hai chân Z và GND. Thì bây giờ mình sẽ đấu vào chân NO. Các bạn chỉ cần sử dụng hai dây tín hiệu. Cách đấu trên trung tâm thì các bạn cần vặn cái chốt của chân Z và GND ra. Sau đó mình sẽ cho hai dây tín hiệu vào. Và đây là cách đấu thường mở trên nút nhấn thuận SS075. Thì ở đây mình đang sử dụng tiếp điện NO và COM như tín hiệu. Và trên trung tâm thì các bạn sẽ đấu như này. Nó điện trở thì mình vẫn giữ nguyên. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu tiếp điện là thường đóng. Thì ở đây mình sẽ sử dụng tiếp điện là NC và COM. Đối với hai chân tín hiệu thì cách đấu thường đóng, các bạn sẽ gỡ một đầu điện trở trên zone ra. Thì đây mình sẽ đấu sang zone số 3, các bạn sẽ gỡ một đầu điện trở bên zone ra ra. Và một dây tín hiệu từ nút nhấn thuận chúng ta sẽ đấu vào zone 3. Và còn một dây tín hiệu thì chúng ta sẽ cuốn vào cái đầu điện trở các bạn vừa gỡ ra đó, ta sẽ cuốn lại. Thì sau khi cuốn xong, các bạn nhớ là cuốn băng keo đen để tránh trường hợp là cái đầu điện trở chúng ta vừa gỡ ra này nó sẽ chạm vào cái zone 4 và trung tâm sẽ báo lỗi. Rồi, và đây là cách đấu thường đóng cho nút nhấn thuận SS075. Thì một dây tín hiệu chúng ta sẽ vào zone 3 và chân zone. Một dây tín hiệu thì chúng ta sẽ nối vào cái đầu điện trở và chúng ta vừa gỡ ra. Thì nó sẽ khác so với cách đấu NO. Xong. Rồi, vậy là mình cũng đã hướng dẫn các bạn xong cách đấu dây nút nhấn thẳng SS075 và trung tâm báo động RSK 7, A8 và A9 LAN. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào tất cả các bạn.